Hello, chào tất cả các anh đến kênh Follow Me. Hôm nay chiều nay là một clip bắt ốc. Bắt ốc. Chọc ké nè. Ốc này vớt đi. Chiều nay sẽ có tiết mục bắt ốc của kênh Follow Me. Bên qua đã bay dẫn đi anh nè. Anh em nhớ ủng hộ nha. Có ốc này không bắt ông Thọn? Đợi chứ. Đợi gì nữa? Sao mắc con ốc này hả? Đây nè, có ốc này mà không bắt. Thấy chưa? Ốc gì? Đi chỉ của bạn đây là vừa bắt được một ốc, ốc bưu vàng. Này là ốc bưu vàng hả? Con thấy nó có màu vàng đâu. Nó nằm dưới bụng á. Ốc này. Ốc lét hả? Này ốc lét đúng không? Bắt đi. Hả? Không đi bóc cái chỗ này không rồi anh chưa? Rồi chỗ này có ốc bắt hay chưa? Sao? Mờ mờ thứ con nó dính không? Mờ gì con ốc thấy rõ ràng đây mờ mờ. Ốc nè. Đưa bay bắt cho bên tao chỉ cho bên bắt thả ra bên thả ra cho bên mượn rồi. Trời ơi hai con ốc đứng đây. Có kìa kìa cái này dễ kẹt quá các bạn ơi. Nè. Trời ơi đưa cái xô bên cầm cái xô đâu? Rửa vô. Trời ơi bốn con ốc rồi nha. Đang không biết bắt ốc rồi đang. Không chỗ này mù quá không thấy. Hầu quân. Ốc này ông này chưa? Không thấy. Ốc mà ông. Ông thấy mà sao cho khá kỳ vậy? Nè. Trời ơi. Ồ, hàng dưới sình luôn. Nằm dưới sình luôn. Hàng dưới sình luôn. Trời quá trời ốc luôn à. Chưa review công cụ bắt ốc vượt thời gian vừa mới chế tạo. Chỉ giá 2 triệu đô. Rikit, dân Rikit. Con bắt được. Con bắt được hả? Con dần tí á. Chỗ này. Nè, bà thấy một ốc rồi nè. Nè. Chưa. Lấy cái xô, lấy xô, pin lấy cái xô. Xô nè. Pin lấy cái xô cho ba. Cái cá xô. Bỏ vô cái xô, đây, xô đây. Rồi. Bỏ vô. Rồi, hay quá. Dính rồi, dính rồi. Dính cái thành đi không bắt ốc rồi lại bắt bình nhựa. Ốc nó nè, đây nè pin. Tới đây, tới đây, tới đây. Rồi. Đây, có dạ. Sao tới, sao tới. Nó ngay đây nè đúng không? Sao tới, sao tới, sao tới. Cô nhận tí đi. Bắt ống. Để móc lên, móc lên, móc lên. Bắt lên. Đang móc này rồi. Điều khiển tay ba nữa. Rồi, đang móc bắt lên. Ôi, đây, đây. Ê, ba móc nè. Cải hơ, cải hơ. Sao đâu? Đâu đó. Bên cô nhận tí. Bên bắt cái gì mà cào rầm rầm vậy? Tía dưới á. Tiếp tục kiểm tra. Hai thanh niên này rất là ngộ ngáo, không biết bắt ốc là như thế nào. Ốc cũng chả thấy đâu. Ê, thấy, thấy, thấy. Bây giờ anh nhích qua cho anh đứng. Rồi chịu tí em, con bước vô cái bụng. Ê, con bắt ốc nè. Đây, đây, đưa bà chị. Ui, có con. Rồi, ui, ui, mất rồi, mất rồi, mất rồi. Mất rồi. Bay đi đâu rồi? Mấy cái dép này nó dễ dướng quá, cái cây vượt thời gian của vật nó dễ dính gì. Cậu bố kia gì nó mới bắt xịn sò con bò chứ. Nhưng mà nó dễ dính mấy cái cây quá à, mất luôn con ốc rồi nè. Bất chợ con ốc nào nghe biết. Thấy chưa? Hồi nãy kìa, có con đậu ngay đây nè, con muốn đây, được nè. Đây, con của con kìa. Đậu. Ủa? Không có hả? Vậy con của con đâu ta? Hồi nãy con thấy đậu ở đây nè, có dướng quá, mất luôn rồi rất luôn. Gào được con ốc đỏ. Đây, đấy, mình di chuyển mình sẽ bắt ở chỗ khác. Chỗ này chắc con kẹn ốc rồi. Đi qua đây, Bin đi qua đây bắt ốc các bạn. Đi qua đây. Ủa trên nhà, trên chỗ này cũng có con ốc gì đây nè. Đây, có Bin đây. Ê, đó, quay chỗ ốc luôn. Ở đây, con ốc nè, con ốc nè, con ốc. Ốc mượn á, chết từ từ. Đi qua, đừng có đẩy cây anh đi rớt luôn. Đừng, đừng có đẩy luôn Bin. Tía Bin, tía Bin. Qua đây này, qua đây đứng bên này. Ủa, Bin nó pháo quá. Thì qua bắt chứ bên nè. Dành chiêu với anh Hạng Anh đang. Thêm con ốc nữa rồi. Còn đứa yên nè. Ở đâu? Ở con cua nè. Ở con cua giật. Má mới đậu nó nhỏ nó nổi lên ngay đây nè. Má chị sao rồi? Sao không giớt nữa. Con đây cho ba mượn ba bắt cho. Con ốc nè, con cua nó chẹo kia rồi sao? Ốc này. Con cua kìa giật. À con cua nè.
lên nghỉ mệt đi, tí xuống bắt tiếp. Trời ơi, giờ nghỉ bằng cách nào? Lên kia ngồi. Trời ơi, mấy cây nghỉ đang... Sao gì? Mà chưa ủng hộ tụi mình bằng, nếu các bạn muốn ủng hộ tụi mình bằng cách, các bạn hãy ủng hộ bằng cách like, bật chuông và share video này nhé. Trời ơi, đẹp quá ha. Cây vậy bê. Nhưng mà sao nhiều? Có mấy con ốc nhỏ ăn được. Đây chị đang nghỉ. Ốc bự nhất vẫn là cái ốc. Đây 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 lên lên. Đấy, 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 đi lên trước, con đi lên trước. Trời ơi, trứng của mấy con ốc vừa vàng nữa. Rồi mày chết sớ với tao. Để chờ. Máu. Rồi, kết thúc video xịn sò con bò tại đây. Về Bin, bye bye về. Bin, bye bye về. Bye bye, Bin. Bye bye. Dạ, bye bye đi nè. Ok.